Collagen là gì mà nó có thể cho trẻ em trẻ mãi không già? Collagen có phải là thần dược đối với làn da hay không? Sử dụng collagen ở dạng nào và sử dụng như thế nào là hiệu quả nhất? Tất cả những băn khoăn trên sẽ được em Hoa chia sẻ chi tiết trong video ngày hôm nay nhé. Xin chào tất cả mọi người. Như mọi người đều thấy đấy, trong thời gian gần đây, cái việc sử dụng collagen đang dần trở thành một cái xu hướng làm đẹp hiện đại của tất cả các chị em. Cho nên là các dạng mỹ phẩm, thực phẩm chức năng có chứa collagen xuất hiện rất là nhiều. Em Hoa thấy có rất nhiều chị am hiểu về collagen, nhưng bên cạnh đó vẫn còn có nhiều chị chưa thật sự hiểu về bản chất của collagen. Vì vậy hàng ngày vẫn có nhiều chị gọi tới bên em Hoa hỏi về collagen. Thời gian gần đây thì có một chị, đó là chị Thu Hương ở Bắc Ninh. Chị ấy gọi tới bên em Hoa rất nhiều lần, muốn hỏi vấn đề. Đó là trên mạng hiện nay có rất nhiều người chia sẻ về collagen, nhưng mà chị chưa hiểu thật sự bản chất của collagen và công dụng của collagen nên muốn nhờ em Hoa tư vấn. Và chị ấy năm nay 39 tuổi thì nên bổ sung loại collagen nào là tốt nhất và bổ sung như thế nào để có hiệu quả cao nhất. Vì thế nên hôm nay em Hoa làm video này để trả lời hết tất cả những thắc mắc của chị Thu Hương, và hơn nữa là nó cũng là cái nỗi niềm băn khoăn của rất là nhiều chị em. Đầu tiên thì em Hoa sẽ đi giải đáp vấn đề collagen là gì. Collagen nó chính là một loại protein. Collagen nó có khắp ở cơ thể chúng ta, như ở mạch máu, dạ dày, cơ, dây chằng, răng, níu lợi. Nhưng mà nó có nhiều nhất ở gân, ở da và ở xương. Ở mỗi cái vị trí thì kích thước của sợi collagen lại khác nhau, và ở mỗi cái vị trí như vậy thì cái công dụng của collagen cũng khác nhau. Khi chưa qua chế biến thì sợi collagen nó rất là to, nên nếu như mà chúng ta uống những cái sản phẩm collagen ở dạng thô hay là ăn những cái thức ăn có chứa collagen thì cái việc hấp thu rất là khó khăn. Chính vì thế nên để việc bổ sung collagen nó có hiệu quả cao thì các chị nên chọn những cái sản phẩm có chứa collagen đã qua công nghệ thủy phân, bởi vì sợi collagen của loại này cực kỳ nhỏ. Cái loại collagen này người ta hay gọi là collagen peptide. Collagen nó có rất là nhiều tuyết và mỗi một tuyết thì nó lại có một công dụng khác nhau. Nhưng mà nổi bật nhất đó chính là collagen 3 tuyết, tuyết 1, tuyết 2 và tuyết 3. Đây chính là 3 tuyết collagen được sử dụng nhiều nhất trong tất cả các loại thực phẩm chức năng làm đẹp hiện nay. Tuyết 1 và tuyết 3 dùng để chăm sóc chuyên sâu cho da và tóc, và tuyết 2 dành để chăm sóc chuyên sâu cho xương và khớp. Nếu như các chị muốn uống collagen để làm đẹp da thì các chị nên chọn những cái sản phẩm có chứa collagen tuyết 1 và tuyết 3. Còn nếu như muốn uống collagen để bồi bổ cho xương khớp, để giảm khô khớp thì các chị nên chọn những cái sản phẩm có chứa collagen tuyết 2. Collagen nó chính là một loại sợi có thể gắn kết tất cả những cái tế bào trong cơ thể lại với nhau, các bộ phận trong cơ thể lại với nhau. Tức là cơ thể chúng ta được tổng thể như thế này, một phần lớn nhờ vào collagen. Mà số lượng sợi collagen càng nhiều, mật độ collagen càng dày, càng xoắn vào nhau thì sợi collagen càng chắc khỏe. Khi sợi collagen càng chắc khỏe thì da chúng ta càng tươi trẻ, càng bóng mượt và cơ thể chúng ta càng khỏe mạnh. Collagen nó rất là quan trọng đối với cơ thể chúng ta, nhưng hôm nay em Hoa chỉ đi nói về công dụng chính của 3 tuyết collagen cho da và cho xương khớp, tuyết 1, tuyết 2 và tuyết 3. Các chị thấy rằng khi chúng ta ở cái độ tuổi 18 cho đến 20 thì da rất là đẹp, căng mịn, tràn đầy sức sống, bởi vì khi đó da có đầy đủ collagen. Thế nhưng khi bước sang tuổi 25 cho đến 30 thì da bắt đầu có dấu hiệu lão hóa, như là bị nếp nhăn, bị chảy xệ, tàn nhang, nám đồi mồi. Da không còn được tươi trẻ như tuổi đôi mươi nữa. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do tuổi tác, do tia UV, do khói bụi ô nhiễm môi trường, hoặc là do hóa chất của các nhà máy thải ra làm cho sợi collagen bị đứt gãy, bị suy thoái, bị mất đi sự liên kết. Vì vậy nên collagen là một yếu tố cực kỳ quan trọng, giúp cho da luôn được săn chắc, mịn màng, trắng sáng, ngăn ngừa nếp nhăn, ngăn chặn sự hình thành của nám sạm và tàn nhang. Nếu khi nào các chị thấy da mặt bỗng dưng bị chảy xệ, bị nhăn nheo nhiều thì đây chính là dấu hiệu cảnh báo da bị thiếu collagen. Đối với xương khớp thì collagen có khả năng tăng chất nhờn và giảm viêm khớp. Collagen nó giống như một cái sợi keo có thể gắn kết các đầu xương khớp lại với nhau. Chị nào mà thay thích ăn sụn heo, gân bò hay là gân tại chân của con gà thì sẽ thấy nơi tập trung nhiều collagen chính là những cái đầu máu, hay là những cái mà cái đoạn ở giữa hai cái khớp với nhau sẽ có cái màu trắng ấy. Nơi đấy nó chính là cái collagen tuyết 2 rất là nhiều. Hoặc là ở trong chân giò hay là sụn heo, cái sụn màu trắng ấy, thì sẽ có rất là nhiều collagen tuyết 2 tập trung tại đó. Vai trò của collagen tuyết 2 nó là tăng chất nhờn, thúc đẩy quá trình hình thành sụn, giúp cho khớp được dẻo dai và linh hoạt hơn. Khi chúng ta càng già đi, hay là ở những người già thì cái sợi collagen sẽ bị yếu đi,
lão hóa dần đi, dẫn đến xương khớp bị mất đi tính đàn hồi dẻo dai. Vì thế nên việc bổ sung collagen tuyết 2 sẽ giúp bổ sung cho xương khớp, giúp cho xương khớp được chắc khỏe hơn, phòng chống được các bệnh như là loãng xương, xốp xương. Em Hoa thấy có nhiều chị nói rằng mới bổ sung collagen trong một thời gian rất là ngắn nhưng mà đã thấy da thay đổi rất nhiều, da căng hơn, mịn màng hơn, trắng sáng hơn. Nhưng mà bên cạnh đó vẫn có nhiều chị than rằng uống hết loại collagen này tới loại collagen kia, hết Úc, Anh, Mỹ rồi Hàn, Nhật, đắt có, rẻ có và cũng uống rất là kiên trì nhưng mà không thấy hiệu quả gì nhiều và uống mãi mà chẳng thấy da đẹp lên gì cả, cho nên thực sự rất nản. Vậy thì tại sao uống đủ collagen mà da vẫn không đẹp? Điều này phụ thuộc rất là nhiều yếu tố. Em Hoa có thể nêu ra một số cái yếu tố sau đây. Đầu tiên, có thể do nguồn gốc của sản phẩm collagen đó chưa thực sự tốt. Bởi vì khi các chị chọn những cái sản phẩm collagen thông thường, không phải là dạng collagen peptide hay là collagen từ cá ấy, thì cái sợi của nó rất là to nên khi uống cực kỳ khó hấp thụ. Nên tốt nhất là các chị nên chọn những cái sản phẩm collagen có nguồn gốc từ peptide hoặc là từ da cá. Cái dạng collagen peptide như mọi người đã biết, em Hoa cũng vừa nói qua, đó là cái dạng phân tử của nó rất là bé rồi cho nên là hấp thu cực kỳ dễ dàng. Còn collagen từ da cá là nó có kết cấu mỏng như da của người. Người ta hay nói là cái gen và DNA của da cá giống như là gen của da người, cho nên cái việc uống vào thì hấp thụ rất là tốt và không gây béo. Còn các cái sản phẩm dạng collagen từ da bò hay da heo thì mọi người đã biết thực tế là da bò, da heo thì nó luôn dày, nó dày hơn da người và nó khó hấp thụ hơn, cho nên là khi uống thì sẽ không mang lại được cái hiệu quả cao như là da cá. Nói chung quy lại, tốt nhất chỉ nên chọn hai dòng collagen, một là peptide, hai là da cá. Để nhận biết được cái điều này thì các chị có thể nhìn vào cái bảng kê khai thành phần. Ở trên cái lọ của mỗi cái sản phẩm đều có các cái thông tin này. Em Hoa ví dụ đơn giản như cái sản phẩm collagen NeoCell. Ở cái sản phẩm collagen NeoCell này thì trên cái bảng giá trị thành phần, nhà sản xuất họ có công khai cái thành phần của nó, đấy là Hyrozet Collagen. Ở đây Hyrozet chính là collagen thủy phân. Hay là cái sản phẩm collagen từ Zutelry cũng thế. Mọi người để ý cho em, ở đây nhà sản xuất của Zutelry cũng có công bố thành phần đó là Hyrozet Collagen. Và hơn nữa rất là kỹ càng, họ còn cho chữ peptide vào đây này. Nên mọi người cứ để ý cho em, những cái sản phẩm mà có chữ Hyrozet Collagen thì nó chính là cái dạng của collagen peptide rồi đấy ạ. Còn nếu như mà là dạng collagen từ cá thì sẽ có chữ fit, tức là fit collagen. Một số những cái sản phẩm hay có chứa fit collagen đó chính là collagen Sakura hay là một số những cái dòng collagen của Nhật. Lý do thứ hai dẫn đến việc uống collagen không có hiệu quả cao đó chính là do lượng collagen được nạp vào cơ thể thấp quá so với cái nhu cầu thực tế mà cơ thể cần. Em Hoa ví dụ như từ độ tuổi từ 18 cho đến 25 thì cơ thể chúng ta cần ít nhất là 15.000mg collagen mỗi ngày. Từ 30 tuổi trở lên thì cơ thể cần ít nhất là 25.000mg collagen mỗi ngày. Nhưng mà chúng ta lại bù đắp ít hơn so với nhu cầu đó. Ví dụ như là nếu như độ tuổi từ 30 tuổi trở lên mà cơ thể cần đến 25.000mg, tức là em Hoa lấy thực tế như là cái viên NeoCell rồi nhá. Một cái viên của nó có hàm lượng là 6.000mg, cũng khá là cao đấy ạ. Thế nhưng mà chúng ta nếu như mà độ tuổi 30 ấy, thì chúng ta sẽ phải uống một ngày tầm khoảng 5 viên. 5 viên hoặc là 6 viên thì mới đủ cái hàm lượng của cơ thể cần đúng không ạ? Nhưng mà chúng ta lại uống ít hơn, ví dụ như là chỉ uống có 1-2 viên. Nhiều chị sợ rằng uống nhiều quá lại bị thừa, đào thải hết ra ngoài nhưng thực tế thì không. Ví dụ như tầm tuổi từ 30 tuổi trở lên như em Hoa chẳng hạn, một ngày thì em Hoa sẽ phải uống cái viên NeoCell này từ 5 đến 6 viên đúng không ạ? Nhưng mà em Hoa chỉ uống có 1-2 viên thôi, bởi vì là lại sợ thừa collagen. Thế nên là cái việc uống nó sẽ không có hiệu quả cao bởi vì dung nạp quá ít so với nhu cầu cơ thể thì sẽ không mang lại hiệu quả gì cao. Cho nên các chị lưu ý giúp em là phải bổ sung đúng, bổ sung đủ cái nhu cầu của cơ thể. Và cái việc bổ sung collagen nó nhiều hay ít, nó phụ thuộc phần lớn vào độ tuổi nhưng mà nó còn phụ thuộc vào tình trạng da của mỗi người. Ví dụ da ai mà bị lão hóa nhiều thì cái nhu cầu cần collagen sẽ nhiều hơn so với người bình thường. Vì thế nên khi bổ sung collagen thì các chị nên để ý xem cái sản phẩm collagen của mình dùng nó có hàm lượng bao nhiêu, nó có đủ tiêu chuẩn cho độ tuổi của mình hay không. Nếu như chúng ta uống cái sản phẩm collagen có nguồn gốc tốt mà da vẫn chưa được cải thiện thì có thể là do lượng collagen nạp vào chưa đủ. Muốn hiệu quả cao hơn thì phải uống tăng liều thêm để phù hợp với độ tuổi của mình. Và cái nguyên nhân thứ ba dẫn đến cái việc bổ sung collagen mang lại hiệu quả thấp đó chính là bổ sung collagen quá muộn. Bình thường em Hoa thấy hầu như các chị em chỉ quan tâm đến cái việc bổ sung mỹ phẩm bên ngoài da chứ ít khi để ý đến vấn đề chăm lo da từ bên trong.
cho đến khi da xấu đi, già đi, nếp nhăn xuất hiện nhiều, nám xuất hiện nhiều thì mới vội vàng đi bổ sung collagen. Nhưng mà các chị không hề biết rằng mỗi một năm trôi qua thì cơ thể chúng ta bị mất đi 1% collagen. Càng có tuổi thì chúng ta càng mất đi lượng collagen nhiều. Khi đó da sẽ bị lão hóa nhiều và cần rất là nhiều collagen. Chính vì thế để nhìn thấy được hiệu quả thì sẽ phải cần một thời gian rất là dài và cần phải bổ sung cái hàm lượng collagen rất là lớn. Bởi vì thế nên mọi người nên bổ sung collagen từ sớm và nên bổ sung collagen hàng ngày với hàm lượng đúng đủ theo nhu cầu của cơ thể. Nếu như mà có điều kiện thì mọi người không cần chờ đến năm 30 tuổi mới bổ sung collagen mà có thể uống collagen ngay từ khi 20 tuổi. Một lý do nữa khiến cho việc bổ sung collagen không có hiệu quả đó là dùng không đủ lâu và dùng không đúng cách. Nhiều chị tâm sự với em rằng uống collagen mãi mà chẳng thấy hiệu quả gì. Đến khi em hỏi là uống được bao nhiêu lâu rồi thì chị ấy trả lời là uống được 3 đến 4 tuần. Thực sự có rất là nhiều chị suy nghĩ thần thánh hóa về công dụng của collagen, tức là bắt buộc uống collagen sau 1 đến 2 tuần thì da sẽ phải đẹp lên ngay, sẽ phải trắng mịn và hết nám, hết tàn nhang được ngay. Thế nhưng thực tế các chị lưu ý giúp em một điều. Cái dạng collagen các chị dùng nó là dạng collagen uống. Uống thì nó phải cần có một quá trình để mà hấp thụ và tác động từ từ bên trong. Nó không như kiểu là mấy cái dạng các chị bôi trên da mặt đâu. Nhưng mà thực tế cái dạng collagen bôi thì nó không mang lại hiệu quả gì cao, bởi vì cái sợi collagen bản chất là nó to, mà những cái dạng bôi thì không thủy phân được collagen. Thành ra là cái việc bôi collagen ý, thì nó sẽ không có hiệu quả gì, nó sẽ không làm cho da đẹp lên được. Vì thế khi uống collagen thì các chị không được nóng vội mà cần phải kiên trì sử dụng cho em ít nhất tầm khoảng 6 đến 7 tuần, da bắt đầu mới đẹp lên, mới căng mọng lên. Khi đó các chị sẽ nhìn thấy cái hiệu quả tích cực của collagen mang lại. Rất nhiều chị sợ rằng uống collagen lâu dài sẽ bị dư thừa, bị tăng cân, bị béo phì, cho nên sử dụng một lọ xong lại nghỉ. Một lọ, nhiều cái sản phẩm collagen một lọ sử dụng được chỉ được một tháng thôi ạ. Vậy thì cái việc sử dụng collagen trong thời gian quá ngắn thì nó không đáp ứng đủ được cái hàm lượng, cái nhu cầu collagen nó cần. Thì đương nhiên là da mình nó sẽ không thay đổi, không đẹp lên rồi. Uống collagen mà không có vitamin C cũng là một cái nguyên nhân khiến cho giảm đi cái hiệu quả và công dụng của collagen. Ở những cái video lần trước thì em Hoa đã chia sẻ rất nhiều về công dụng của vitamin C đối với sự hình thành và sản sinh collagen. Nếu như cơ thể chúng ta thiếu đi vitamin C thì sẽ ảnh hưởng rất là nhiều đến quá trình tổng hợp sợi collagen. Nếu như không có vitamin C thì cơ thể chúng ta sẽ không hấp thụ được lượng collagen mà chúng ta nạp vào. Vậy nên khi đó cái việc uống collagen sẽ trở nên vô nghĩa. Vì thế nên khi uống collagen các chị nên uống kèm theo vitamin C. Các chị có thể uống cho em cái dòng C của DHC. C của DHC của Nhật ý, thì cái hàm lượng của nó rất là cao, là 1000mg. Mà nó là loại C tự nhiên cho nên là nó sẽ giúp cho cái việc hấp thụ collagen nó tốt hơn rất nhiều. Còn uống mấy cái dòng C sủi ngoài nhà thuốc hay là mấy cái dòng C hóa học thì đương nhiên là cái việc uống collagen nó cũng chẳng mang lại hiệu quả cao đâu ạ. Hay muốn tiện lợi hơn ý, thì các chị có thể chọn những cái sản phẩm collagen có chứa luôn cả vitamin C. Ví dụ như là collagen của Neocell chẳng hạn, hay là collagen Zutery, Adiva. Nói chung là nhiều dòng collagen có chứa C lắm, nhưng mà em không có thời gian để mà kể ra trong cái video này được. Nhưng mà em Hoa thấy tốt nhất cho các dòng collagen hiện nay và cái giá thành hợp lý nhất đó chính là collagen của Neocell. Nhất là cái nguồn gốc của nó cũng là dòng collagen peptide. Thứ hai là cái hàm lượng collagen của nó cũng rất là cao, 6000mg, và nó có kèm theo cả vitamin C. Nói chung là cũng đạt tiêu chuẩn rồi, cho nên mọi người có thể lựa chọn cái sản phẩm này ạ. Hoặc là muốn chăm sóc xương khớp thì mọi người có thể chọn những sản phẩm collagen từ Dietary. Ngoài cách bù đắp collagen từ bên ngoài vào thì chúng ta cần phải nghĩ ra cách để mà giảm đi sự thất thoát của collagen từ bên trong, tức là bảo vệ collagen. Nếu như các chị uống nhiều collagen nhưng khi ra ngoài nắng hay khi gặp khói bụi lại không hề che chắn gì cho da thì việc uống collagen sẽ trở nên vô ích. Bởi vì ngoài tuổi tác ra thì tia UV, khói bụi, ô nhiễm môi trường chính là những cái yếu tố chính khiến cho sợi collagen bị mất dần đi, bị suy thoái dần đi. Vì thế nên khi ra ngoài nắng thì các chị nên bôi kem chống nắng, mặc quần áo dài, đeo khẩu trang để bảo vệ cho da khỏi tia UV, bụi bẩn và khói thuốc lá. Có rất nhiều đường bổ sung collagen khác nhau và tùy theo sở thích và nhu cầu của từng người nên sẽ chọn những con đường bổ sung khác nhau. Có nhiều người chọn con đường ăn, tức là ăn những loại thực phẩm có chứa hàm lượng collagen cao như da cá, da heo, gân bò, chân giò. Nhưng mà tiền thân của collagen, tức là collagen tự nhiên, thì cái sợi phân tử của nó rất là lớn và có chất béo nhiều, nên khi ăn nhiều thì cơ thể sẽ khó hấp thụ và ngược lại còn gây béo nữa. Bởi vì thế em Hoa thấy cái đường bổ sung bằng đường ăn thì không hiệu quả và không được khoa học lắm. Bên cạnh đó có nhiều chị lại chọn giải pháp bổ sung collagen qua đường uống dưới dạng thực phẩm chức năng.
Ở cái phương pháp này em Hoa nhận thấy rất là nhiều ưu điểm. Ưu điểm thứ nhất là khi uống thực phẩm chức năng collagen thì chúng ta có thể biết rõ được hàm lượng và nguồn gốc của collagen nên sẽ bổ sung được một cách khoa học và hiệu quả cao mà không sợ bị béo. Ưu điểm thứ hai là tiện lợi và không mất nhiều thời gian. Ngoài ra còn có một số chị em khác lại yêu thích và lựa chọn cách dùng các loại mỹ phẩm, kem dưỡng da, dầu gội đầu có chứa collagen để làm đẹp da hay là làm mượt tóc. Em Hoa thấy thực chất cái việc sử dụng các loại mỹ phẩm có chứa collagen không mang lại hiệu quả cao như các chị em mong đợi đâu. Bởi vì như lúc nãy em Hoa vừa nói, vốn dĩ cái sợi collagen nó khá là to, nên khi bôi thì nó không thể thẩm thấu sâu vào lớp trung bì của da được. Mà cái dạng collagen peptide, tức là thủy phân ý, thì chỉ có dạng uống thôi, còn dạng bôi thì chưa có. Nên nó sẽ mang lại cái hiệu quả rất là thấp trong việc làm đẹp da. Nếu như các chị thấy cái việc bôi kem dưỡng da hay là mỹ phẩm collagen mà thấy da cải thiện nhiều hơn, thì có thể là do các thành phần khác có trong cái sản phẩm đó, chứ không nên nhầm tưởng đó là công dụng của collagen. Và hiện đại hơn thì còn có một số phương pháp hiện tại đang vẫn được áp dụng trong các spa hay thẩm mỹ viện lớn, đó chính là truyền collagen, cấy tinh chất collagen. Về cái phương pháp mà truyền hay cấy collagen thì em Hoa thấy cũng ít người áp dụng, bởi vì thực tế cái chi phí nó cũng không hề nhỏ và nó cũng có một số những cái tác dụng phụ. Nói tóm lại, trong tất cả các cách bổ sung collagen, em Hoa thấy bổ sung collagen dưới dạng thực phẩm chức năng là an toàn nhất và hiệu quả cao nhất. Về những cái sản phẩm collagen thì em Hoa thấy hiện tại đang có 3 dạng: dạng bột, dạng nước và dạng viên. Em Hoa thấy nhiều chị mặc định rằng dạng nước chính là cái dạng dễ hấp thụ nhất và tốt nhất. Thế nhưng điều này em Hoa thấy nó chưa thực sự đúng, bởi vì cái hiệu quả của cái sản phẩm collagen mang lại nó không chỉ phụ thuộc vào dạng thức mà nó sẽ phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn gốc, thành phần và hàm lượng của cái sản phẩm đó. Ví dụ như cái sản phẩm collagen mọi người dùng là dạng nước, nhưng mà cái nguồn gốc của collagen nó không phải là collagen về peptide hay nó không phải là collagen từ da cá, thì đương nhiên là cái việc sử dụng nó sẽ không mang lại hiệu quả cao. Và hơn nữa là cái hàm lượng của collagen nó cũng phải cao. Ví dụ như một số những cái sản phẩm collagen dạng nước em Hoa kể ra như là Shiseido nó chỉ có 200 đến 300, hoặc là VP collagen nó chỉ có tầm khoảng 1000 mg. Nói chung là bây giờ hãng mới công bố cái sản phẩm VP collagen mới nhất là 1000. Thế còn bình thường ý, thì hãng không công bố thì mình cũng chẳng biết là nó có hàm lượng bao nhiêu nữa. Ví dụ như vậy, thì đương nhiên là mọi người uống thì mọi người sẽ không cảm nhận thấy cái hiệu quả của sản phẩm đó. Và thành phần nó có những cái gì? Đơn giản nhất là thành phần của collagen nó có chứa tuýt 1, tuýt 2, tuýt 3 hay là những cái tuýt nào khác, hoặc là nó sẽ có thêm vitamin C hay không. Thì đương nhiên cái việc mà có thêm vitamin C thì nó sẽ làm tăng cái hiệu quả của collagen, và mọi người cũng không cần phải bổ sung thêm vitamin C ở ngoài nữa. Đó là cái điểm rất là tiện lợi. Và em Hoa thấy một số những cái sản phẩm collagen nước thường hay có đường và có chất béo, cho nên là sẽ không tốt nếu như sử dụng lâu dài. Ngoài ra là một số những cái sản phẩm collagen dạng nước nó hay có chứa chất bảo quản, bởi vì thực tế cái dạng nước nó sẽ khó bảo quản hơn là dạng viên hoặc là dạng bột. Và một cái quan điểm của riêng em đó là những cái sản phẩm dạng nước thì khi viện vận chuyển rồi khi mang đi làm rất là khó, không được tiện cho lắm, bởi vì rất là dễ bị đổ, bị vỡ. Em Hoa thấy là những cái sản phẩm collagen ở dạng nước thì cái giá thành bao giờ nó cũng cao hơn so với những cái sản phẩm collagen ở dạng viên hay là dạng bột. Đối với dạng bột thì hơi khó uống hơn một chút và phức tạp hơn, bởi vì đi làm thì sẽ không tiện mang theo, rồi pha trộn cũng hơi bị lách cách, cho nên là em cũng hơi ngại sử dụng. Ở đây thì có cái dạng bột của Neocell. Cái dòng dạng bột này thì cũng rất là nhiều chị em sử dụng ạ. Thì cái hàm lượng của nó cũng khá là cao, hơn 6000 mg, 6600 mg collagen từ peptide. Rồi có cả vitamin C. Cái dòng này cũng khá là tốt. Nếu như mà sử dụng dạng bột thì các chị em có thể sử dụng cái dòng collagen Neocell này cũng rất là ok ạ. Còn về cái sở thích của em ý, thì em thích nhất là dạng viên, bởi vì nó vô cùng tiện lợi, dễ dùng và thoải mái mang theo người. Đi làm thì mình có thể mang theo đến chỗ làm. Đó là đối với quan điểm của em. Còn lựa chọn loại nào để dùng đó là sở thích và nhu cầu của từng người. Và cái hiệu quả có cao hay không nó phụ thuộc vào cái cơ địa hấp thu của mỗi người nữa. Nhưng mà đương nhiên thì chúng ta sử dụng những cái sản phẩm collagen tốt thì bao giờ cũng sẽ thấy cái hiệu quả cao hơn rất nhiều so với những cái sản phẩm collagen mà không tốt, đúng không ạ? Về cái cách sử dụng collagen thì em Hoa cũng xin nói qua luôn để cho chị em cùng được biết ạ. Ở dạng thức nào cũng thế, nếu như uống collagen buổi sáng thì các chị phải uống trước khi ăn sáng tầm khoảng 30 phút. Còn buổi tối thì các chị nên uống vào lúc 10 giờ tối trước khi đi ngủ. Tại sao chúng ta lại uống vào thời gian này ạ? Bởi vì 10 giờ tối là cái thời gian mà cơ thể chúng ta diễn ra quá trình trao đổi chất. Vì thế nên khi uống vào lúc này thì cái việc uống collagen sẽ được tốt hơn, cơ thể chúng ta sẽ hấp thụ được nhiều collagen hơn, hấp thụ được tối đa cái lượng collagen chúng ta nạp vào.
Dạ vâng, vừa rồi thì em Hoa đã vừa chia sẻ rất là kỹ cho mọi người về công dụng của collagen và cách bổ sung collagen hiệu quả. Em Hoa hy vọng rằng sau khi xem video này thì mọi người sẽ có thêm nhiều kiến thức về collagen và có thể lựa chọn cho mình một sản phẩm collagen tốt nhất. Nếu như mọi người có vấn đề gì băn khoăn cần được tư vấn thì có thể để lại bình luận bên dưới video. Hay là mọi người muốn tìm hiểu về các dòng mỹ phẩm nhập khẩu chuẩn AU hoặc là thực phẩm chức năng chính hãng, collagen, sữa ông chúa hay nho thai cừu thì có thể truy cập vào website hoapity.vn. Ngoài những cái sản phẩm collagen chính hãng thì bên em Hoa còn phân phối thêm một số dòng sản phẩm sữa ông chúa Healthy Care của Úc, Naturemade Vitamin E, E của Blackmore Úc, tinh dầu hoa anh thảo của Blackmore. Đây là những cái sản phẩm thực phẩm chức năng, những cái dòng uống mà chăm sóc da, làm đẹp da từ bên trong. Khi uống collagen thì mọi người có thể kết hợp thêm cùng với cả sữa ông chúa E và tinh dầu hoa anh thảo, vitamin C. Như vậy thì mọi người sẽ có được một làn da đẹp hoàn hảo ạ. Đây đều là những cái sản phẩm thực phẩm chức năng uống để làm đẹp da hiện tại đang được rất nhiều chị em lựa chọn. Nếu như muốn được tư vấn trực tiếp bên em Hoa thì mọi người có thể liên hệ chăm sóc khách hàng bên em qua Zalo, Facebook, Hotline theo số điện thoại 0985 22 9900. Xin chào và hẹn gặp lại.